Vị trí lô đất đây quý chị này, 7 x 25 trên trục đường 17 m cách đường Nguyễn Văn Cử 200 m ha. Buổi sáng dân cư đi lại đông. Một chạy thẳng mà là tới lô đất rồi, 200 m. Ngang 7 m rất là đẹp, trục đường 17 m thì vỉa hè nó sẽ là 5 m ha quý chị, vỉa lòng đường là 7 m này. Vị trí rất là sáng sủa, đối diện khu tái định cư Phước An, khu đô thị DTA. Khu vực này cũng có thể xây nhà ở được luôn. Tại vì gần trục đường lớn đó quý chị. Chủ đã muốn bán lô đất này với chỉ hơn 11 triệu một mét vuông thôi quý chị ha. Sổ hồng sẵn rồi, mình sẽ mua bán qua hợp đồng công chứng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua cá nhân với nhau thôi quý chị. Chủ này người ta mua từ lâu rồi và bây giờ thì người ta mong muốn bán lại với lại cái giá khá là tốt đấy, hơn 11 triệu cho một mét vuông. Thổ cư 100% rồi quý chị ha. Trong khu đô thị xây dựng Hà Nội thuộc xã Phước An, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai nhá. Tính ra thì lô đất ở Nhân Trạch này, lô đất ở trong khu đô thị này nó sẽ là có giá thành hiện tại là rẻ nhất so với những cái vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh đấy quý chị. Chỉ cách thành phố Thủ Đức khoảng 15 km thôi, qua cầu Vành Đai 3 đang thi công. Qua phường Long Trường quận 9 đó. Mà giá nó chỉ hơn 10 loanh quanh 10 11 12 triệu một mét vuông thì còn rất là tốt để đầu tư, trong khi mà hạ tầng giao thông và các cái sân bay Long Thành và cả cái mép Thị Vải cách đây khoảng độ 15 km, từ 13 đến 15 km cũng đang là trong quá trình thi công gấp rút hoàn thiện trong 2 năm tới thôi. Cảng Phước An sẽ đi vào hoạt động trong cuối năm 2024 này rồi. Khu công nghiệp 7 cách đây cũng khoảng độ 2 km thôi. Tất cả những công trình giao thông trọng điểm của quốc gia và những công trình lớn trong những năm tới đều tập trung ở khu vực Long Thành và Nhân Trạch này quý chị. Tất cả những con đường từ thành phố Hồ Chí Minh muốn vào sân bay Long Thành đều phải đi qua địa phận Nhân Trạch. Và những con đường đó như 25B, 25C đang được thi công gấp rút. Hứa hẹn thì sẽ những cái lô đất như thế này và những cái bất động sản ở khu vực của Nhân Trạch sẽ là hưởng lợi rất là lớn ha. Tốc độ tăng giá sẽ lớn trong những năm tới. Quý chị quan tâm liên hệ mình ha. Xin chào, hẹn gặp lại ở video sau ạ.